Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Giàu, sinh năm 2006, về tội giết người và gây rối trật tự công cộng, Võ Lê Quốc Ý, sinh năm 2007, Nguyễn Quang Minh Quân, sinh năm 2007, Bùi Dân Hiếu, sinh năm 2007 và Nguyễn Quốc Hiếu Kiên, sinh năm 2007, cùng về tội giết người. Các bị can cùng trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Do có mâu thuẫn từ trước với Phạm Thanh Sang, trú khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 năm 2023, Phạm Trường Duy rủ Giàu, Ý, Kiên, Quân, Hiếu, Dương Thái Khanh, Lê Chí Kiệt và một số thanh niên khác đi chém Sang, cả nhóm đồng ý. Sau khi bàn bạc, nhóm của Duy điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí tìm Sang để chém. Khi đến khu vực nhà Sang thì gặp Trần Văn Dưỡng Em và Nguyễn Quốc Bảo. Nhóm của Duy nghĩ là nhóm của Sang nên đã cùng nhau rượt đuổi và xông đến đâm chém nhiều nhát vào người Bảo gây thương tích 69% và vào người Dưỡng Em gây thương tích 29%. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, khởi tố 8 bị can. Quá trình điều tra xét thấy hành vi của các bị can có dấu hiệu đồng phạm của tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Do đó, ngày 25 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng sang tội giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Giàu, Ý, Quân, Hiếu và Kiên. Riêng Duy Kiệt bị bắt giam trước đó, còn Khanh bị tạm giam trong vụ án khác.